Xin chào, tôi là anh Yên đã quay trở lại với quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng đá 3 quen thuộc, và chúng ta chuẩn bị đến theo dõi trận cầu của các cầu thủ trẻ gà Thi Lùn và Superstar. Hiệp 1 của Kosovo giữa hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Các trọng tài chuẩn bị chín chu như vậy, nhưng tài ba đã xuất hiện trong ngày hôm nay là đầu tiên. Và là bóng dành cho cầu thủ Mao số 10 của cầu thủ trẻ gà Thi Lùn. Pha xử lý rất tốt của Thành Phong. Đó là cầu đấu cũng đã từng thi đấu rất ấn tượng ở trận đấu trước của trẻ gà Thi Lùn, và ở cuộc so tài này anh đã mở tỷ số ở ngay phút thứ hai mà thôi. Pha bóng ở khu vực giữa sân cũng chính của Thành Phong, và đồng đội đã làm tường cho anh rất tốt. Và sau đó vượt qua chốt chặn trung vệ của gấu, mở tỷ số dành cho cầu thủ áo xanh. Lùn đã có cuộc so tài với cầu thủ trẻ áo xanh, và đó là một trận đấu họ đã thực hiện khá hấp dẫn. Tiếp tục có pha làm bàn nữa. Bàn thắng thứ hai là của Văn Hậu cho cầu thủ trẻ gà Thi Lùn. Game là dễ, có vẻ như vậy với cầu thủ áo xanh. Hệ thống phòng ngự của cầu thủ áo đỏ vừa có những pha phòng ngự tỏ ra khá mong manh. Hợp lý, cơ hội dành cho cầu thủ Superstar. Dù khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng có bàn thắng dành cho riêng mình. Pha tấn công rất nhanh và nó dành cho cầu thủ không số bên phía Superstar. Tỷ số được rút ngắn còn 4-2. Hoàng Bắc. Đó là Minh Khôi. Tốc độ của Minh Khôi, cầu thủ trung vệ nhưng cũng sân cao. Cú sút rất mạnh của Tuấn. Tỷ số nó lại là 3-1. Đó là tình huống tham gia tấn công của số 17 Minh Khôi. Và pha chip bay sang cánh phải dành cho Văn Tuấn. Bình Khôi, Vinh Đen, có cơ hội của Vinh Đen. Xử lý rất tinh tế, 4-1 dành cho cầu thủ của trẻ gà Thi Lùn. Người phát động tấn công lần này đó là Bình Khôi ở tuyến giữa. Hệ thống phòng ngự của cầu thủ Superstar đã dâng lên quá cao. Khó rồi. Tình huống của gấu. Chuyện hay, cơ hội của Nguyễn Minh. Quả trống quá rõ, và đó là bàn thắng dành cho Thanh Bình. Bàn thắng thứ 6 của trận đấu dành cho hai đội. Và công rất lớn thuộc về trung vệ gấu. Anh đã đánh chặn ở khu vực giữa sân, và sau đó là một đường chuyền thẳng trung tuyến dành cho Nguyễn Minh trước khi thực hiện đường chuyền hoàn hảo cho Thanh Bình. Minh Khôi, Thành Phong, di chuyển khôn ngoan dành cho Thành Phong. Trận đấu vẫn tiếp tục. Một loạt những cú dứt điểm được tạo ra bởi cầu thủ áo xanh. Minh Khôi. Văn Hậu. Bóng được nhồi rất vừa tầm. Và sau đó là một cú dứt điểm đầy thuyết phục để giúp cho bàn tỷ số của cầu thủ trẻ gà Thi Lùn nâng lên là 5-2. Cú đúp của Văn Tuấn. Dù vẫn luôn có những sự chủ động để đánh chặn và phòng ngự, tuy nhiên sức mạnh của đối phương là quá lớn cho khả năng phòng ngự của cầu thủ Superstar. Thứ nhất là trở đến trẻ gà Thi Lùn so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Do vậy thì cũng đã kịp có 2 pha lập công cho Superstar. Nó còn phải nhiều hơn thế, đặc biệt là lực lượng tăng cường dành cho họ. Và đây điều đáng lo.
xuất rất tốt. Đó là tình huống ra trận giành dù vào số 22 Tuấn Vũ. Tỷ số là 6-2. Mỗi khi tấn công thì cao thủ Trẻ Gà Thi Lụt nó có 3 đến 4 cầu thủ áo xanh dâng cao để sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Thì Kaka đó là pha xả chân rất mạnh dành cho cầu thủ màu số 14 của cao thủ Trẻ Gà Thi Lụt. Tỷ số đưa ra lên là 7-2. Thì Kaka rất gọn gàng. Bàn thắng thứ 8 dành cho cầu thủ Trẻ Gà Thi Lụt. Tuấn Vũ là người đã nhận được đường truyền của Tikaka sau một loạt những xoay sở ở trong tình huống vừa rồi. Nguyễn Minh nỗ lực sơ sơ của số 27. Ít nhất thì lúc này hai đội bóng đã có tổng tỷ số lên con số 10 như bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và con số này cũng sẽ còn cải thiện hơn. Có thể cải thiện nguy hiểm. Ba đội bóng của Giành Galos. Và họ đã có được bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ Superstar. Và đội bóng lên hồng của thủ thành bên phía Trẻ Gà Thi Lụt. Tuy nhiên thì với Minh Vương, thủ bóng của Su Minh Hoa Sơn, nhưng tuyến giữa có quá đông cầu thủ Trẻ Gà Thi Lụt. Cú sút xa Hoa Sơn. Pha bóng rất tự tin dành cho thủ áo số 25 Tấn Lộc. Nhưng cú dứt đường từ xa của anh đã bị đối phương chủ động bắt bài. Minh Phương động tác qua người là hơi lộ. Tuy nhiên sau đó là một pha xoay người dứt điểm. Những tình huống dễ thì lại xảy chân, nhưng với những pha bóng khó thì Kaka lại xử lý rất gọn. Cú sút vào góc xa và góc cao của Tikaka. Đó cũng là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này cho đội bóng này. Vẫn còn. Và sau đó là tình huống ghi bàn dành cho Gấu. Có lẽ bóng có 1-0-2. Bàn thắng tư dành cho cầu thủ Superstar. May mắn là với khả năng xử lý của mình thì trung vệ Gấu cũng đã giúp cho mọi thứ trở nên hoàn hảo so với tình huống của Linh trước đó. Kaka và cú sút bóng bật ra. Bàn thắng thứ 10 dành cho cầu thủ Trẻ Gà Thi Lụt ở trong trận đấu giao hữu này. Đó là một pha bóng khá dễ dành cho Tuấn Vũ, vừa đơn giản là nỗ lực trước đó dành cho cầu thủ của Superstar đã khiến cho khoảng trống xuất hiện mênh mông. Như vậy bàn thắng dành cho Long Bổng Gà. Hoa Sơn hay quá dành Carlos. Thủ bóng trở lại cho số 7 dành Carlos. Hoa Sơn sửa bóng rất gọn gàng.
bàn thắng thứ 15 của trận đấu. Và đó là pha cầm lập công thứ 5 dành cho Gattuso Barca đến từ Hoa Sơn, một người thường đã phải đá với vai trò phòng ngự từ đầu trận đến lúc này. Pha dứt bóng ngược trở lại của Lamonga thì Gaga cho phép lợi thế của các cầu thủ bên phía trái cản tiến lùi. Thanh Phong cũng là một góc sút khó chịu nữa. Cơn mưa bàn thắng mà cầu thủ trái cản tiến lùi dành tặng cho Super Sa. Vừa trở lại, Thanh Phong tiếp tục ghi bàn ở trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Tý, tất nhiên đó là một bàn thắng rõ ràng. Thì Kaka đã đua tốc và anh đã bỏ lại cầu thủ đối phương phía sau để có thể đối mặt. Ghi bàn thứ 12 cho cầu thủ trẻ Gà Tí Lùn. Sang Carlos, bóng chìm tìm đến sang ngang. Ở trong một cự ly khu vực giữa sân, tuy nhiên vẫn có cú dứt điểm thành bàn dành cho các cầu thủ của trại gà Thí Lùn. Bàn thắng của La Bonga có đối tác và La Bonga đã sút thẳng về phía thành của đối phương và mang về bàn thắng thứ 13. Sau khi ghi bàn thì La Bonga cũng đã rời sân. Hòa mắt trở lại. Nhưng mà lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cầu thủ trẻ Gà Tí Lùn và cầu thủ Super Sa ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chiến thắng thuyết phục dành cho cầu thủ trẻ Gà Tí Lùn và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đây.